Rồi tiếp tục với cái phần module bên bên trái thì đây ta sẽ lấy từ cái bảng ta sẽ lấy từ bảng category ra. Ok ha. Thế thì ta sẽ đi mở ở đây. Ok. Các bạn ở tên này các bạn thứ nhất là use app một đồ. Và đây các bạn lấy cái category ra. Đây ha. Đấy. Thế đây các bạn lấy danh sách ra. Danh sách list get ok ha. List get. Các bạn bấm category where. Where. Ở đây thứ nhất là status. Các bạn lấy bằng 1 và parent ID. Các bạn lấy bằng 0. Và ở đây ta sẽ làm guest tạo về danh sách. Và cũng giống như bên kia, ở đây ta sẽ dùng một cái câu lệnh là b if ok ha. Nếu như mà gì? Nếu như mà nó thỏa mãn điều kiện là có ở đây tôi sử dụng count của cái danh sách list count này. Ok ha. Và các bạn đưa vào đây. Thế thì nếu có thì ta sẽ dùng là void. Void ở đây các bạn chỉ lấy một dòng thôi. Đó. Và ở đây tạm thì ta sẽ xóa hết những cái này. Đấy. Và đây các bạn đưa vào đây cho tôi cái list. Ở đây là các bạn đưa cho tôi chữ kết. Ok ha. Rồi ở đây ta sẽ đưa vào đây cái link này mà khi ta ấn vào liên kết. Ok ha. Link thì ở đây ta sẽ ask URL ha. Thiết lập link các bạn URL. Ok ha. Nếu như thế thì ở đây các bạn coi lại cái bên này này. Ok ha. URL. Đây ta được chưa có URL. Đấy, do vậy đây các bạn đưa URL. URL. Đó. Quên. Thì bên này các bạn đưa vào. Đấy. Và đây các bạn cũng đưa URL ha. URL. Rồi, ở đâu nè nhỉ? Đây nè nhỉ? URL. Đấy. Thế thì ở đây các bạn URL cái gì? URL cái get. Ở đây ta sẽ lấy cái đường link là sản phẩm này. Ok ha. Và ở đây set với cái get đó nữa. Get. Và ở đây ta sẽ lấy ra cái salute. Ok ha. Các bạn xem trong cái file này ở đây là gì? Category á. Đúng đến category ở đây thì ta lấy salute ha. Salute đây. Ok ha. Rồi. Thế thì còn ngoài này thì ta sẽ lấy gì? Lấy ra tên. Get này. Ok các bạn chạy thử lên này. Chạy thử lên. Rồi đây. Ok ở đây. À, ta có từng này loại loại sản phẩm dây nam gì như thế mẹ ha. Đó. Đấy. Đừng link ok ha. Đấy. Rồi. Tiếp tục ta sẽ làm menu slide sau. Thế thì để menu slide sau thì tôi sẽ xử lý cái tình huống là slide à. Và tôi sẽ lấy cái slide số 2 này. Ok ha. Đây, copy cái này. Rồi ta sẽ mở slide sau ra. Slide. Ok ta ném code này. Đây tôi sẽ nắm code ở đây và tôi từ để tôi lấy lại cái này kìa. Đấy, ha. Đó, thế này xóa đi. Rồi, ở đây ta sẽ dán cái code ở đây vào. 1 2 3. Ok, ta dán ở đây thì là 1 này, 2 này, 3. Ok. Rồi ta chạy thử lại coi nó có chạy không cái này. Ok ha. Ok. Rồi ta đã thiết lập nó chạy rồi, thế thì giờ bắt đầu ta gì?
Ta sẽ nhúng dữ liệu vào. Thế thì trước tiên ở đây ta sẽ lấy dữ liệu ra. Ở đây ta sẽ là p p p ha. Đây, và đây ta sẽ user app mức độ s, và đây ta sẽ lấy là slide cái okay, ha, và đây ta sẽ là lead lead slide bằng slider. Ta xem cái cơ sở liệu một chút xíu nha. Slider thì ở đây ta sẽ đụng đến cái bảng slider. Đây. Slider ở đây thì ta sẽ lấy những cái sản phẩm này, vị trí này, để ý vị trí là một này. Thứ hai là status này, do vậy đây ta sẽ truy vấn where. Where. Hai điều kiện đó là gì? Status bằng một. Ok, và body position ha. À, đây ta sẽ rồi và đây tôi sẽ order 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 the by theo cái gì ở đây order đây nó có một cái trường order này. Các bạn để ý cái trường order đây. Đây, order s nha, order s và ta sẽ sắp xếp theo thứ tự là ASCII sc và ta sẽ lấy danh sách hiện ok ha. Tất nhiên nó cũng xảy ra tình huống là gì nếu không có ok ha. Vậy B ta ở đây dùng chữ if. Rồi, nếu như mà count thì biến list cat này có này thì bắt đầu ta mới thực hiện đưa đường code này vào. Rồi, đưa đường code vào ở đây thì các bạn thấy này, ta sẽ chạy vùng lặp đây, nhưng có một đặc điểm là ở đây nó có active, thế thì tạm thời ta sẽ chạy chạy vùng lặp ở đây đi ha. Và đây ta sẽ dùng là b for for s ha. Ở đây ta list get list slide show và đây tôi sẽ lấy chữ slide show thôi ha. À, slide được. Ok ha. Và đây tôi sẽ thực hiện này, để chú ý ở đây một tí này, if này. If else. If else cái gì? Nếu như xảy ra tình huống gì đó thì ta thể hiện này. Ok ha. Ngược lại thì ta sẽ chạy cái gì? Ngược lại thì ta sẽ chạy đường code code này đó. Thế thì xảy ra tình huống nhỉ, ở đây là cái mẫu tin đầu tiên này. Ta chỉ cần quan tâm mẫu tin đầu tiên này. Còn ở chỗ này ta sẽ vứt đi ha. Đó, ok, ta sẽ xoay này. Với mẫu tin đầu tiên thấy thì ở đây các bạn để ý cho tôi trong cái thằng template này, này. Front end này. Đây là các bạn tìm cho tôi từ loop loop này. Đây các bạn thấy loop first ok ha. Đây điều kiện nếu như vùng lặp mà chạy cái phần đầu tiên đây này, đầu tiên là thế thì ta sẽ đưa cái mẫu tin này ra, còn ngược lại đưa mẫu tin này ra. Ok, thế thì ở chỗ này ta chỉ cần nhúng cái dữ liệu thôi nhé, nhúng dữ liệu thôi nhé. Ok, đây nhúng ở đây thì ta chỉ cần là slide đỡ và ở đây ta sẽ lấy img ha. Đó, ở đây tương tự như thế, ta cũng xuống như này, ta hút cái này. Img. Ok ha. Và ta chạy nó ra. Chạy nó ra. Đấy. Chạy nó ra. À, nếu như à, xin lỗi ở đây nó còn thiếu cái gì này, nhìn ở đây dấu chấm, ở đây dưới dấu chấm này. Đó, rồi ta chạy. À, hiện nhiên ở đây là hiện tại nó ở trong cái cơ sở liệu nó không có hình. Ở đây tôi sẽ lấy cái name ra chỗ này nha. Ở đây tôi sẽ lấy cái name ra chỗ này. Cái name ạ. Đây, name này. Tôi sẽ lấy cái name thôi. Name. Và cái này. Và tất nhiên khi kích vào slide sau thì các bạn để ý kích vào slide sau thì nó sẽ chạy đến đường link này, do vậy ở đây ta sẽ thiết lập luôn cái đường link cho nó ha. Ok ha. Và đây ta sẽ đường link thì là đây. Access xin lỗi URL. Ở đây ta sẽ đưa đường link vào. Đường link thì nó là gì? Slider link này. Ok. Và tất nhiên copy cái đường code này xuống dậy. Tương tự như thế ở đây copy xuống luôn ha. Copy này.
Thì khi mà kích vào tâm hình thì nó phải chạy vào đường link đó, thì chạy đến đâu thì do quy ước của lập trình thôi. Ok ha, ta lập trình nhé. Ok, bị gì đây nè. Tại sao nó bị lỗi nhỉ? Đây là một, đây là hai. Xóa cái này coi thì nó bị lỗi gì không nhá. Tự nhiên đôi cái này vào nó bị lỗi là sao nhỉ? Rồi, nó chạy thử lại này. Ok, đây là lỗi là do chỗ này, nguyên nhân chỗ này. Nguyên nhân chỗ này là sao nhỉ? Link URL. Ok, URL A. Xem mà đây, URL bình thường URL nó chạy mà. Sao nó không chạy nhỉ? Slide the link. Ok ha. À, được rồi. Thế thì ta tạm thời hủy cái chức năng link đó đi. Ok ha. Thế thì giờ các bạn nhìn trong cái cơ sở liệu đây ta có slider 1 ở đây, tôi sẽ tạm thời tôi sẽ sửa lại là 1 ha. Tôi sẽ là 1.bn slider 1 này. Ok, slider 1 chấm JPG, ok ha, rồi chạy lại đó. Và ta xem trong cơ sở trong trong này ha, email slider một đó, ok slider một hai ba. Đây ta có slider 123, tôi sẽ sửa lại đúng slider 123 chấm png, ok chấm png, để copy cái này gắn cho thằng này hai, thì nó sửa tên sau ha. Ok, ta sửa xong và ở đây ta sẽ bắt đầu chạy lại này. Ok, nó ra 1, 2 và ok ha. Rồi, khi các bạn làm thì chú ý là nó ở chỗ này ta cũng làm tối đa bao nhiêu cái thôi chứ đừng có lấy nhiều. Ở đây ta sẽ thống chế lại cái số lượng nó vậy, nếu như nhiều thì ta sẽ xử lý tình huống khác. Ok ha. Thế thì điều đó là xong cái phần đó, thì giờ tôi sẽ làm cái vấn đề nó liên quan đến cái phần trân trân chủ. Ok ha. Trân chủ thì ở đây ta sẽ mở cái home ra, ok ha. Và cái home này thì nó sẽ được nhận khác với module nhé. Module thì ở trong các cái view này ta sẽ viết code này, nhưng đối với home thì ở đây, đối với trong home thì ở đây ta sẽ gì sang cái controller, home ha. Ta sẽ mở controller ra, controller ở đây ta sẽ mở controller home ra. Ok, ta ở đây ta sẽ viết dữ liệu cho nó, và trước tên ở đây ta sẽ đẩy ra cái tên cái thằng này đã. Ok ha, thằng này này. Đấy, thằng này. Đấy. Và đây tôi sẽ thực hiện làm một cái view cái gì? Cái list cat ha. List category. Ok ha, tôi sẽ lấy cấp 1 thôi. Và tất nhiên nó là list cat thì đây ta phải user app và đây ta là category. Ở đây có thêm một gì? Một đồ asset category, ok ha. Và đây ta sẽ lấy từ category này, ta lấy cấp 1 này. Where nhớ là những cái trạng thái nào gì? Bằng 1 ta mới lấy này. Và thứ hai đó là gì? Parent ID bằng 0 thì ta mới lấy này.
bằng 0 30 lên, và ở đây ta sẽ đẩy sang gì? Đây get này, ok ha. Get. Và ở đây ta sẽ đẩy dữ liệu sang bên này. Và đây ta sẽ đẩy dữ liệu sang dạng com gì? Com bắt ha. Ở đây tôi sẽ truyền vào cái list category đây. Ok. Đó. List category đây. Rồi, ok. Thế thì sang bên kia ta sẽ có được cái trang chủ đây, tôi sẽ có cái trang này đây. Đây, tôi sẽ thực hiện, tôi sẽ trước cái chạy nha. Tôi phải kiểm tra trước nó có đã, rồi tôi mới chạy. Các bạn ta kiểm tra đây, ở chỗ này. Ok ha, if này. Ở đây là b if này. Đấy ha. Rồi if thôi, để tôi không cần nè. Sao? Sao? Nếu như có cái số lượng của mục tin này, thế thì ta sẽ mới chạy vòng lặp for đúng không? À, đây thì ta mới chạy cái này. Đó. Thế thì ta xóa những cái thứ còn lại ha. Đấy, ra đây. Đấy, và ta chỉ chạy cái này. Đấy. Nhưng khi chạy cái này thì để ý một chút xíu nữa. Thế thì ở đây ta sẽ chạy vùng for đã. BFD for s này. Đấy. For s thì cái đoạn code vừa rồi ta copy ở đây thì ta bị đưa vào trong. Ok ha. Xin lỗi, nó chạy là nó chỉ chạy cái phần gì, phần bên trong thôi chứ. Ok ha, đây. À, đúng toàn bộ mà. Đây, đây ta copy cái này lại, cắt cái này lại. Ok. Đây, đây ta đưa vào đây. Đấy. Và tôi sẽ cho nó nhảy vào một đoạn. Ok. Hai nước ha. Đây, thằng này chạy vào đây. Cho ta chạy lại cái nha. Ta chạy lại. Chạy lại thì ở đây ta sẽ đưa cái này vào để cho nó đúng cái đã. Ok. À, và đây tôi được là két. Đây tôi chạy. Thế này, tên này nó có mấy nhỉ? 1, 2, 3, 4 này. Do vậy đây nó sẽ chạy ra tương tự như thế. Thế thì ta sẽ in cái tên chủ đề vào đây. In tên chủ đề vào đây. Okay, ha. Tên chủ đề ở đây ta sẽ in tên chủ đề. Tên chủ đề ở đây tôi sẽ in ra là gì? Tên ha. Ok, tôi chuyển cái này vào. Đấy, tên. Và đây tôi sẽ đưa ra là két. Này ha, tên chủ đề là category ạ, lần này để ta in e cho ra cái này ha, ra bé trai bé gái. Ok rồi, khi mà được cái này rồi, thế thì ta sẽ thực hiện truy vấn tất cả các sản phẩm đúng không? Thế thì ở đây tôi sẽ là tạo ra một cái view, tôi sẽ tạo ra cái view đây. Đây tạm thời tôi sẽ đặt ra cái view home bath đây, là cái phần nhỏ của home chấm palette chấm bed. Ok, này không phải là ok ha, tôi sẽ lấy cái tập tin này đó rồi. Và ở trong cái phần này, phần chạy này, khi mà in tên ra thì ở chỗ này tôi sẽ thực hiện là truy vấn sản phẩm, và đây thì sản phẩm ở đây. Ok, tôi sẽ chạy sản phẩm đây. Thế thì ở đây ta sẽ đưa cái tôi sẽ gọi cái b include, ok ha, in b include này, include này, if ha, nếu tồn tại ha. Và đây tôi sẽ đưa cái cây này vào, và tất nhiên cây này là ở back from nhé, from e, ok ha. Và tôi sẽ truyền dữ liệu cho nó. Ê, tôi truyền dữ liệu là tôi chỉ truyền là get này, tôi chỉ truyền get. Ở đây là get ID. Get ID. Get ID. Get ID. À. Rồi ở đây. Get ID. Và ở đây tôi sẽ đưa dữ liệu nó là get. Rồi ở đây là tên lệ ID. Ok ha. Và tôi chuyển sang đây, thế thì cái nhóm này ở bên. Nhóm này á thì ta đặt ở bên như này, okay, ha. Rồi ta chỉ thử lại nhé, ta tách ra như thế để cho nó gọn, cứ mỗi lần chạy như thế nó sẽ gọi cái đó vào, vâng, ok ha. Và nó gọi được, thế thì sang bên cái view này, sang view này tôi có được một biến là get id, sang bên này tôi sẽ có được biến get id, ok ha. Đây tôi sẽ có một biến bsb get id. Rồi, thế thì khi được biến get ID này rồi, tôi sẽ
sẽ thực hiện. Thứ nhất, ở đây tôi sẽ use một đồ app, một đồ set. Ở đây tôi sẽ đụng đến category đã, chưa liên quan đến sản phẩm, ok ha. Và đây tôi sẽ là list category category. Đây tôi sẽ lấy own này ha, tất cả bằng bằng gì, bằng category. Where đây tôi lấy status bằng bằng một, ok ha. Tôi chỉ lấy bằng một thôi, chỉ có những cái thứ bằng một thì ta mới set. Ok rồi, và ở đây tôi sẽ get, ok ha. Sau đó ở đây tôi sẽ gọi một cái tập tin ở trong app này. Tôi sẽ tạo ra một cái thư mục là library, ok. Tôi sẽ định ra một cái library riêng, và đây tôi sẽ định là my lib đi chấm esb ha. Ok, ở đây tôi sẽ là khai báo một cái, ở đây tôi sẽ khai báo một cái lớp esb. Đấy, ở đây ta sẽ khai báo một lớp class này. Ok, class này thì tôi không kể thừa từ đâu hết. Class này tôi sẽ đặt trùng tên my lib. Và trong Laravel thì các bạn để ý, các bạn nên khai báo namespace, và đây là app rồi là gì này, library, ok ha. Và ở đây ta sẽ nhớ lại không gian tên của nó là như thế, ok ha. Rồi, thế thì trong cái này tôi sẽ khai báo một function, function là gì, public static ha, static, ok. Và ở đây tôi sẽ lấy là list category list id, ok ha. Ở đây tôi đưa vào một cái list và tôi đưa vào một cái id. Ở đây tôi sẽ tạo ra một cái array này. Ok. Thế thì ta sẽ xin trình hàm này. Thế thì kia, tất nhiên ở đây là return nhé. Arr đây này. Arr. Ok ha. Return. Đây kêu chữ function ha. Ok. Rồi ở đây ta sẽ thực hiện này. Rồi ở đây tôi sẽ thực hiện vùng lập for này. For này. À, đây. Rồi, đây tôi sẽ chạy từ cái list này. Round, ok ha. Và ở đây tôi sẽ thực hiện, tôi sẽ lệnh dùng cái câu lệnh if này. If nếu như cái list này, list a. Xin lỗi. Round gì? Round mà parent ID mà bằng cái ID này. Cái này tôi chọn là parent ID luôn này. ID. Rồi, ở đây. Đấy, nếu như cái này bằng parent ID, thế thì ở đây tôi sẽ thực hiện là gì? Arr bằng. Đấy, arr bằng. Arr như một vuông này, arr bằng. Ở đây tôi sẽ lấy là round.id. Và sau đó tôi sẽ gọi lại, tôi sẽ gọi lại cái ham này. Và tôi gọi lại là ham này thì ở đây tôi sẽ sử dụng. Đây, tôi copy luôn cái này nhé. Đấy, tôi đưa cái này. Rồi, và cái này là gì? Cái này là round ID, ok ha. Đấy, và ở bên này ta muốn sử dụng cái lớp này, thế thì ta phải use cái lớp này vào. Đó. Thế thì bên 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 cái home này, bên cái path home này, ta phải use app libra đi, ok. Và đây ta sẽ lấy là libra my lib, ok ha. Đấy, thế thì ở chỗ này để làm gì? Thứ nhất, thế này ở đây ta sẽ có được một cái biến là get id rồi này, đó, với một cái danh sách này. Thế thì ở đây ta sẽ là list get id bằng gì? Bằng cái ham
bằng cái library này, thư viện này, và ta sẽ gọi đến cái hàm này. Hàm này, ok, đấy, hàm này ở đây ta sẽ có được cái gì? Hàm này ở đây ta sẽ đưa vào cái list này, đây là cái list này, own là cái list này, ok, và cái ID đó là get ID này. Get ID, à, get ID, đấy, và tôi đưa vào get ID này, rồi, và tôi sẽ khai báo, ở đây là đưa vào một array, ARR này, ARR, ARR, ok ha, là bằng, ở đây ARR thì tôi sẽ khai báo nó bằng array, hay là ở đây tôi đưa giống một vuông đi, một vuông là array, tôi có một phần tử có giá trị là cái này, phần tử có giá trị là get ID, và tôi sẽ thực hiện dd delete này ra các bạn xem nó là cái gì, rồi sau đó tôi sẽ thích nó sau ha. Đấy, rồi đây tôi chạy này. Đấy các bạn nhìn, nó ra cái gì luôn là sao? Nó xuống như này, bạn thấy này, ok ha, nó trả về ra một cái mạng gồm ba phần tử, ba phần tử là 1, 6 và 9, 1, 6 và 7, 1, 6 và 7 là sao? 1, 6 và 7 giày nam nhé, ta đang nói giày nam, thế thì giày nam là gì? Giày nam là có két, có ID bằng, có ID bằng 1, đúng không? Giày nam có hai đứa con đó là gì? 6 và 7. Và giả sử 6 và 7 ở đây, tạm thời cái này nhé, nó test một cái đi. 6 và 7, ví dụ cái này là 7 đi. À, thế thì giờ ở đây nó sẽ có là 25 nữa. À, đó là cách mà ta sẽ lấy đề quy. Ok ha, 25 nó không ra luôn hả? À xin lỗi, đằng sau này nó qua tổng là đằng sau này còn thì cái này bằng 0, cho phải cái này bằng 1 nó mới lấy. Ok ha. Cho bây giờ ta test lại này. Đây. Nó sẽ trả ơi, sao nó không ra nhỉ? Xong. Cho rồi nó đi bằng 7, 1. Quên là rồi sau tất cả một này, một và đây là 6 và một là con của nó là 6 và 7 này, sau đó 6 và 7, 6 và 7, 6 và 7 đâu là nhỉ? Parent ID ở đây mà 6 và 7 ở đây, xin lỗi đây. 7 ở đây. Đây là gì? 1, đúng không? Thế thì nó đúng ra nó bị ra là 25 nè, mới đúng. Ok ha. Cho vậy ở đây nó gì? Tất cả ở đây. Thì tạm thời tôi sẽ có xem với thử thì trong này nó có một tin 25 không nha. Nếu không có một tin 25 thì nhiều lúc nó không lấy ra được. Ok ha. Đó. Ta chỉ thử. Ok, nó chạy này. Xem, một tin 25 nó không lấy được thiệt. Đây, một tin 25 tại sao nó không lấy được. Cho vậy đây, xem lại các thử câu lệnh truy vấn tất cả sản phẩm ở đây. Rồi. À, đây này, lệnh này này. Started bằng 1. Tất cả sản phẩm thì được lấy được 25. Mà sao lại tất cả các cái category chứ, xin lỗi. Sao nó lại không lấy được 25? Thế thì 25 này rơi vào tình huống gì? Tất cả 25 đây. Đây đây này. Trạng thái bằng 1 đúng rồi. Toàn đây tôi coi bằng 1 nha. Coi bằng 1 hết này. Và ta chạy lại. Chạy được 27 mục tin. Không có mục tin A. À, đây, giờ có mục tin A. Ô, sao mà biết được là mục tin hai mấy nhỉ? Đây. 26 này, 25 hoặc là đây, 25 đây, ok ha, ta lấy được một tin 25 này, thế thì sao mà nó lại không ra được nhỉ? Okay. Dạ, thế thì tạm thời một tí nữa, cái đó tôi sẽ coi lại ta phía sau, thế thì khi mà ta lấy như thế này á, người ta gọi là sử dụng cái cách đề quy, có nghĩa là ta sẽ đưa vào gì? Ta sẽ đưa vào tất cả này, và ta sẽ lấy ra cái này,
bên kia tập truyền nhé, giá bên này là tập truyền ra cái head ID, là lấy từ ID của cái chủ đề là số 1 này. Ok, vậy sang bên này ta phải đưa vào số 1 ở đây, tất cả lấy số 1, thấy đó, số 1 thì ra tạo ra phần tử là số 1 nhé. Tạo ra phần tử số 1, thế thì chạy sang đây, nó ra được phần tử số 1 rồi, thế thì giá chạy sang đây nó sẽ tạo ra phần tử tiếp tục này. À. Đó, như thế. Sao vậy, cứ thế mà lặp đi lặp lại, đến khi nào mà gì? À. Đến khi nào đây, đi ra. Đi đây không thay đổi, ok ha. Và ta sẽ tiền vào là draw ID. Draw ID để lấy ID và ở đây ta sẽ đưa vào cái array mới. Ok ha, và cuối cùng nó tạo về. Thế thì ở đây ta sẽ cài lại để nó ra cái gì coi này ha. Ok. Thế thì giờ khi mà chạy thế này rồi, ta có được thế này rồi, thế để làm gì? Để thế thì ta sẽ truy vấn tất cả các cái row đất à. À, row đất ha. Row đất list, ok ha. À, list ta đặt chữ list. À, row đất list. Đất list, ok ha. Row đất list thì bằng gì? Ở đây tôi sẽ phải đụng đến một cái mút đồ có tên là row đất đã. Ok, đó. Giờ ta mới đụng đến row đất này. Row đất. Mà row đất thì ở đây ta phải xem cho cái controller ở đây nó có chữ âm mút đồ đấy có chưa? Đây, mút đồ đấy có chưa? Thế thì chưa có, ta sẽ tiền tạo ra một cái à, có tôi đổi thêm cái là row gì để anh tạo ha. Và ở đây ta sẽ mở cái này, này ra. Và ở đây ta sẽ copy cái dòng bên này sang cho nhanh ha. Và tôi sẽ thêm row đất ở đây. À. Và đây tôi đổi lại từ row row đất ha. Thế thì ở đây ta sẽ truy vấn tất cả sản phẩm này, row đất này. Rồi, where này. Where này. À, tất nhiên là trạng thái nó phải là gì? Hai đây là status, trạng thái nó bằng nhé, bằng một này. Và ta sẽ lấy where, tại sao hai cái where, này. Và đây ta sẽ lấy where in nhé. Where in là ta dùng như thế nào ta coi này. Đây. À, ta có thể dùng cái chữ vào đây ta search từ where, in, ok ha, where in. Đấy. Đây, và các bạn thấy được where in thì ở đây ta sẽ đưa vào cái get ID và ta sẽ đưa vào cái danh sách ở đây. Ok, và nó là một cái mạng. Do vậy đây ta sẽ đưa vào get ID ở đây, get ID và ở đây ta sẽ đưa vào danh sách và danh sách ở đây ta đã lấy ở tên này rồi. Ok ha. Ta đưa vào đây. Đó, thế thì ở đây ta sẽ order by này, order by những cái mẫu tin nào mà order file những mẫu tin nào mà được mới tạo ta sẽ đưa lên tên này. Này. Và ở đây tôi sẽ lấy tạm thời sẽ lấy nhìn nhìn ở đây ha. Hay là ta thống nhất rồi, mỗi lần như vậy nó lấy mấy nhỉ? À, 6 đúng không? Do vậy ở đây ta sẽ save 6 này. Sau và ta sẽ lấy ra danh sách này, get này. Okay, ha. Và đây ta sẽ lấy ra 6. Okay. À, xin lỗi, get là được rồi. Rồi. Sau đó để đảm bảo cái việc là cái thằng này khi chạy á, nó luôn luôn nó bằng bằng rộng này, thằng này luôn luôn bằng rộng thì ở đây ta sẽ thực hiện một cái thao tác là folder thôi được rồi, nếu như nó bì thì ta mới xử lý. Ok ha, thế thì giờ được rồi, ta sẽ chạy xuống đây, ta sẽ in ra một sản phẩm như vậy. Đây ta sẽ bỏ hết đi, bỏ hết và ta chỉ từ lại một thôi. Và đây ta sẽ chạy vòng lặp cho cái này. Cái này là B4 S ha. Và đây tôi chạy cái này. Rồi chạy cái này thì của cái list product này. Ok. Và đây tôi đặt là product nha. Thì ở đây ta sẽ in ra product đi. À, product tạm thời tôi sẽ in ra cái tên để ta sẽ kiểm tra đây đã. Và ta chỉnh lại. Ok, thấy cái này. Xin lỗi, 6 là không đúng rồi. Ta sẽ đưa vào nó là 8 ha. 8, một dòng là 4 à. 8 mới đúng. Đấy, ha. Đây. Đấy, ta. Ok, và ở đây ta sẽ thực hiện in in thêm cái giá nữa, đúng không? Cái giá là thì ở đây. Đó. Ở đây ta cho test
center test bên rớt đi rớt ok ha và đây ta cho price để ok và ta có thể dùng cái number format. Đây. Rồi. Thì video trên chủ đây thì các bạn thiết lập link đã ra xong rồi. Link thì ở đây tôi sẽ làm nhanh một chút xíu ha. Link thì ở đây ta sẽ link vào tâm hình A này. Ok. Và đây ta đóng lại cái này. Đó. Link thì ở đây ta sẽ đặt cho nó là gì? Ok ha. Đây, xóa một cái đây. Rồi. Ok, link người ta đã URL và đây ta sẽ đưa link. Link của sản phẩm thì ta sẽ ưu tiên đường link đầu tiên, cho vậy đây ta sẽ thực hiện gì? Đây ta chỉ đưa vào là route. Rồi, và đây các bạn lấy chữ salute thôi. Ok ha. Và các bạn copy cái này xuống cho cái tên nè. Tên đây. Đó, để đóng lại ha. Và tất nhiên ở chỗ này còn một vấn đề nữa, đó là hình. Hình hiện tại cơ sở dữ liệu ở ngoài thì nó rất là khác nhau, do vậy đây Rodert đấy, đưa IMG ha. Ở đây chạy lên cái ha. Tất nhiên giờ nó không có hình thì nó chạy nó không ra đấy. Đó, các bạn ấn link. Ok, ấn link. Ok, ok, thôi.